Pipa, chị Vĩ Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Ngày hôm nay thì chị Vĩ Đỏ sẽ hướng dẫn cho các bé lựa chọn thiết kế thời trang ghép hai mảnh trộn lẫn cho nàng công chúa Barbie của chúng ta nha. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lựa chọn kiểu tóc, có rất là nhiều kiểu tóc và nhiều màu khác nhau cho chúng ta lựa chọn cho nàng công chúa Barbie nè. Wow, hoặc là chúng ta có thể chọn kiểu tóc cộp lên như thế này, hoặc là kiểu tóc đen như thế này. Riêng chị Bí Đỏ thì chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu tóc màu đen như thế này cho nàng công chúa Baby nha. Ở đây có rất là nhiều kiểu đồ à, hai mảnh ghép và nhiều màu sắc rất là đẹp cho chúng ta lựa chọn, dài ngắn khác nhau luôn. Hoặc chúng ta có thể lựa chọn kết hợp giữa sữa áo với váy như thế này. À, riêng chị Bí Đỏ thì chị Bí Đỏ sẽ chọn bộ trang phục dài như thế này và màu đỏ rất là nổi bật cho nàng công chúa Baby của chúng ta nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn dài, có rất là nhiều kiểu dài cho chúng ta lựa chọn và nhiều màu sắc khác nhau. Riêng chị Bí Đỏ sẽ chọn đôi này cho nàng công chúa Baby. Cùng với chúng ta có thể lựa chọn đây, những chiếc cài để làm cho phần tóc của nàng công chúa Baby được nổi bật hơn. Riêng chị Bí Đỏ thì chị Bí Đỏ nghĩ là chiếc cài này sẽ phù hợp với nàng công chúa Baby ơn, phải không nào? Và một sợi dây. Wow, cùng một đôi bông tai như thế này nữa thì rất là tuyệt, phải không nào? Và bây giờ thì chúng ta hãy xem nào. Tan 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 tan, các bé thấy nàng công chúa Baby với bộ đồ hai mảnh ghép trộn lẫn với nhau như thế này có đẹp không? Hãy comment cho chị Bí Đỏ biết nha. Riêng chị Bí Đỏ thì chị Bí Đỏ đang chết mê chết mệt vì vẻ đẹp của nàng công chúa Baby chúng ta hôm nay rồi. Các bé có cảm thấy yêu thích video của chị Bí Đỏ không? Nếu cảm thấy yêu thích thì các bé có thể nhấn vào nút đăng ký màu đỏ phía dưới để theo dõi những video tiếp theo của chị Bí Đỏ nha. Còn bây giờ chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt tất cả các bé.